Chương 56 Trùng sinh ân nặng. Thỉnh thoảng Phật hoặc các vị đệ tử lớn của người lại tới thăm và nói pháp thoại tại nghi viện. Mỗi tháng một lần các vị nữ khất sĩ cũng được tới nghe pháp ở tu viện Kỳ Viên hoặc ở giảng đường Lộc Mẫu. Năm nay, theo lời yêu cầu của Đại Đức Xá Lợi Phất, Phật cho kéo dài mùa an cư thêm một tháng. Lễ tự tứ sẽ được cử hành vào ngày trăng tròn tháng Cát Ti Ca, thay vì vào ngày trăng tròn tháng Atayucha như những năm khác. Ý của Đại Đức Xá Lợi Phất là nếu Phật kéo dài mùa an cư thêm một tháng, thì các vị khất sĩ và nữ khất sĩ đang an cư tại các trung tâm tu học khác trong nước và ở các nước lân cận, sau khi làm lễ tự tứ cuối ba tháng an cư của họ, có thể tìm về xá vệ để được gặp Phật. Tin Phật sẽ kéo dài mùa an cư năm nay thêm một tháng đã được truyền đi các nơi rất mau chóng. Vì vậy, sau lễ tự tứ, các thầy và các ni cô từ các địa phương lục tục tìm về thăm Phật rất đông. Các vị thí chủ lớn như Tu Đạt Đa, Visakha và Mạc Lợi đã tìm mọi cách để cung cấp phương tiện cư trú và thực phẩm cho cả ngàn vị khách tăng từ các nơi dồn đến. Vào cuối tháng Cát Thi Ca, số lượng các vị khất sĩ và nữ khất sĩ tại thủ đô Xá Vệ đã lên tới 3.000 vị. Thấm thoát mà ngày trăng tròn tháng Cát Thi Ca đã đến, hoa sen trắng nở rộ khắp nơi. Đó là một thứ sen trắng thường hay nở rộ vào tiết này, nên ngày trăng tròn tháng Cát Ti Ca cũng được gọi là ngày hoa sen trắng. Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc, Phật ngồi ngoài trời, có cả 3.000 vị đệ tử xuất gia. Hương sen từ hồ bay lên thoang thoảng, mấy ngàn vị khất sĩ ngồi bao quanh Phật im lặng. Phật đưa mắt nhìn đại chúng, rồi người mở lời khen ngợi. Người nói người rất bằng lòng thấy được thực chất của sự tu học nơi các vị khất sĩ và nữ khất sĩ. Rồi nhân cơ hội này, người nói kinh quán niệm hơi thở. Đúng ra thì vị khất sĩ nào cũng đã được học về phép quán niệm hơi thở, và Phật đã nhiều lần dạy về pháp môn này. Nhưng đây là lần đầu mà đa số các vị xuất gia có mặt được nghe Phật giảng dạy trực tiếp về phép tu quán niệm hơi thở. Đây cũng là lần đầu Phật tổng hợp những điều đã từng dạy về pháp môn này và đúc kết lại trong một bài giảng. Biết trước rằng kinh này sẽ phải được trùng tuyên để tất cả học thuộc mà hành trì, Đại Đức A Nan Đà lắng nghe và ghi nhận tất cả những tiếng và những lời Phật dạy. Có mặt trong buổi tụ họp hôm nay có cả ni sư Vajudala, mẹ của Đại Đức La Hầu La, và ni sư Tôn Đà Lợi, cô của Đại Đức và là em gái của Phật. Hai vị này đã xuất gia với sự hướng dẫn của ni sư Kiều Đàm Di, và trong những năm qua đã tu học tại một ni viện miền ngoại ô phía bắc thành Ca Tỳ La Vệ. Ni viện này cũng đã do ni sư Kiều Đàm Di sáng lập. 6 tháng sau, khi bà Kiều Đàm Di được xuất gia, Vajudala đã xin được xuất gia và gia nhập vào ni chúng. Chỉ trong vòng 1 năm, ni sư Vajudala đã trở nên một vị phụ tá đắc lực cho ni sư Kiều Đàm Di. Từ những năm Phật bắt đầu an cư tại tu viện cấp cô độc, ni chúng đã tổ chức an cư ở thủ đô Xá Vệ để được thừa hưởng sự giáo huấn của Phật và các vị đại đệ tử. Hoàng hậu Mạc Lợi và nữ cư sĩ Visakha đã tận lực ủng hộ ni chúng trong việc thành lập tu viện cho phái nữ. 2 năm đầu, ni chúng được phép sử dụng giường thượng uyển để làm trung tâm an cư. Đến năm thứ 3, họ mới lập được tu viện riêng biệt. Biết mình tuổi đã cao, ni sư Kiều Đàm Di nỗ lực đào luyện những vị lãnh đạo ni chúng trong giới những vị ni sư trẻ tuổi. Ni sư Vajudala là một trong những vị lãnh đạo ni chúng xuất sắc. Cùng xuất gia một lượt với bà còn có các ni sư Sela, Vimala, Soma, Mutta và Nandettara. Tất cả các vị ấy đều có mặt hôm nay tại tu viện Lộc Mẫu. Đại Đức La Hầu La đã giới thiệu ni sư Vajudala
và Ni Sư Tôn Đà Lợi với Đại Đức Cát Tường. Đại Đức Cát Tường rất kính mến hai người này, vì Đại Đức đã từng được nghe bạn nói nhiều về họ. Phật ngẩng lên, ánh mắt hiền từ của người nhìn khắp chung quanh, và người bắt đầu nói về phép quán niệm hơi thở. Này các vị khất sĩ, phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực hiện liên tục sẽ đem lại những thành quả lớn. Do quán niệm hơi thở có thể thành tựu phép quán tứ niệm xứ và phép quán thất giác chi, tức là bảy yếu tố giác ngộ, và đạt tới trí tuệ giải thoát. Hơi thở thứ nhất, thở vào một hơi dài, ta biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, ta biết ta đang thở ra một hơi dài. Hơi thở thứ hai, thở vào một hơi ngắn, ta biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Hai hơi thở này nhằm mục đích cắt ngang những thức niệm và suy tư chẩn dơ vô ích, đồng thời làm phát khởi chánh niệm và tiếp xúc được với sự sống trong giờ phút hiện tại. Thức niệm là sự quên lãng, là sự vắng mặt của chánh niệm. Hơi thở có ý thức đưa ta trở về với ta và với sự sống. Hơi thở thứ ba, ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta. Hơi thở này là để quán niệm về thân thể và để tiếp xúc với thân thể của chính mình. Ý thức về thân thể như một tổng thể và ý thức về các bộ phận trong cơ thể để thấy được những màu nhiệm về sự có mặt và về quá trình sinh diệt của thân thể. Hơi thở thứ tư, ta đang thở vào và làm cho toàn thân ta an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho toàn thân ta an tịnh. Hơi thở này là để thực hiện sự an tịnh trong cơ thể và cũng là để đạt tới trạng thái thân tâm nhất như, trong đó thân tâm và hơi thở trở nên một hợp thể một nhịp. Hơi thở thứ năm, ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Hơi thở thứ sáu, ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. Với hai hơi thở này, hành giả đi sang lãnh vực cảm thọ. Hai hơi thở này tạo ra sự an lạc cho thân tâm để nuôi dưỡng thân tâm. Nhờ chấm dứt vọng tưởng và quên lãng, hành giả trở về với bản thân, tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Cho nên niềm vui mừng và sự an lạc phát sinh, hành giả cư trú trong sự sống mầu nhiệm và được nếm sự tịnh lạc của chánh niệm. Nhờ tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm, hành giả biến những cảm thọ không khổ không vui, gọi là xả thọ, thành những lạc thọ. Hai hơi thở này đem tới những lạc thọ ấy. Hơi thở thứ bảy, ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Hơi thở thứ tám, ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh. Hai hơi thở này là để quán chiếu tất cả những cảm thọ đang xảy ra trong ta, dù đó là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ, và để làm cho an tịnh những cảm thọ ấy. Những hoạt động tâm ý, tức là những cảm thọ, có ý thức về những cảm thọ và quán chiếu về gốc rễ và bản chất của những cảm thọ ấy.
ta điều phục được chúng và làm cho chúng trở nên an tịnh, dù đó là những khổ thọ từ tham dục, giận hờn, ganh ghét phát sinh. Hơi thở thứ chín, ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Hơi thở thứ mười, ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoang lạc. Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoang lạc. Hơi thở thứ mười một, ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ta vào định. Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ta vào định. Hơi thở thứ mười hai, ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Với bốn hơi thở này, hành giả đi sang lãnh vực thứ ba là tâm ý. Hơi thở thứ chín nhằm nhận diện tất cả những hoạt động của tâm ý như tri giác, tư duy, phân biệt, vui, buồn, nghi kỵ, vân vân. Nhận diện để thấy được sự vận hành của những hoạt động tâm ý. Và khi đã nhận diện rồi, hành giả thu nhiếp tâm ý, làm cho tâm ý lắng lại và cảm thấy an lạc trong trạng thái tâm ý lắng động này. Đó là tác dụng của hơi thở thứ 10 và thứ 11. Hơi thở thứ 12 nhằm tháo gỡ những chỗ kẹt của tâm ý. Nhờ quán chiếu mà ta thấy được nguồn gốc của tâm ý, và do đó ta tháo gỡ được những chỗ kẹt ấy. Hơi thở thứ 13, ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Hơi thở thứ 14, ta đang thở vào và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính tàn hoại của vạn pháp. Hơi thở thứ 15, ta đang thở vào và quán chiếu về giải thoát. Ta đang thở ra và quán chiếu về giải thoát. Hơi thở thứ 16, ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Với bốn hơi thở này, người hành giả bước sang lãnh vực đối tượng của tâm thức và chú tâm quán sát thực tướng của vạn pháp. Trước hết là quán về tự tính vô thường của vạn pháp. Vì vô thường cho nên tất cả sẽ đi đến tàn hoại. Biết rõ tướng trạng vô thường và tàn hoại của vạn pháp, hành giả không còn bị những sinh diệt thành hoại của vạn pháp trói buộc nữa. Do đó, hành giả có thể buông bỏ và đi đến giải thoát. Buông bỏ không có nghĩa là ghét bỏ và chạy trốn. Buông bỏ có nghĩa là buông bỏ sự vướng mắc và đam mê, không bị ràng buộc và khổ đau vì sanh diệt thành hoại của các pháp tưởng. Một khi đạt được giải thoát và buông bỏ, hành giả sống an lạc ngay trong cuộc đời mà không có gì trong cuộc đời có thể ràng buộc hành giả. Phật đã dạy phép hành trì 16 hơi thở trong quá trình quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Người còn dạy áp dụng 16 hơi thở này trong công phu tu tập 7 yếu tố giác ngộ là chánh niệm, quyết trạch về vạn pháp, tinh tiến, hỷ lạc, khinh an, định và hành xả. 7 pháp này đã được gọi là thất giác chi. Đại Đức Cát Tường đã từng được nghe kinh bốn lãnh vực quán niệm. Bây giờ Đại Đức lại được nghe kinh quán niệm hơi thở. Đại Đức nhận thấy rằng nhờ kinh quán niệm hơi thở này mà Đại Đức hiểu được kinh bốn lãnh vực quán niệm một cách sâu sắc hơn. Hai kinh này, theo Đại Đức, có thể bổ túc cho nhau. Và theo Đại Đức, đây là những kinh căn bản nhất của công trình thiền tập. Gần 3.000 vị khất sĩ và nữ khất sĩ đêm ấy được nghe kinh này đều lấy làm sung sướng. Đại Đức Cát Tường thầm cảm ơn Đại Đức Xá Lợi Phất sắp đặt
để có được buổi tụ tập trong đêm trăng mầu nhiệm này. Một hôm, Đại Đức Ahimsaka đi khất thực về tới tu viện, bước đi khập khỉnh và mặt mũi đầy cả máu me. Các tường trông thấy liền chạy tới đỡ Đại Đức. Đại Đức Ahimsaka nhờ thầy đưa vào ý kiến Phật. Hôm nay, trong khi đi khất thực ở thành phố, Đại Đức bị một nhóm người nhận ra Đại Đức chính là Ương Quật Ma ngày xưa. Họ đã đến vây quanh và tấn công Đại Đức. Ahimsaka chắp hai tay thành búp sen, tuyệt đối không chống trả, để cho họ tha hồ đánh đập. Nhóm người ấy đã đánh Đại Đức trẹo cả chân và học cả máu miệng và mũi. Thấy Ahimsaka trong tình huống ấy, Phật liền đi ngay ra đỡ thầy. Người bảo Ananda đi lấy một chậu nước và một chiếc khăn mặt để người lau máu cho thầy, và người bảo Cát Tường đi hái lá dâu để dịt vào những vết thương trên cơ thể thầy. Đại Đức Ahimsaka không hề rên rỉ, dù thầy rất đau. Phật nói: "Hãy cố gắng chịu đựng đi Ahimsaka. Những đau khổ hôm nay có thể rửa sạch được những đau khổ của ngày qua. Chịu đựng khổ đau trong tình thương và trong tỉnh thức là một thứ tịnh thủy mầu nhiệm, có thể xóa bỏ tất cả oán thù trong muôn kiếp." Ahimsaka, áo cà sa của thầy đã bị xé rách tả tơi, vậy còn bình bát của thầy đâu? Bạch Đức Thế Tôn, họ đã đập vỡ bình bát của con ra hàng trăm mảnh rồi. Thôi, để tôi nhờ thầy Ananda đi tìm cho thầy một chiếc y khác và một cái bình bát khác. Vừa đắp thuốc vào những vết thương của thầy Ahimsaka, Cát Tường vừa thấy rằng đây là một tấm gương toàn vẹn của tinh thần bất bạo động. Thầy Ahimsaka kể cho Cát Tường nghe rằng trước đây một hôm, đang đi khất thực, thầy gặp một thiếu phụ nghèo đang lâm bồn ngay dưới một cội cây ở chốn lâm viên. Thiếu phụ đau đớn vô cùng mà vẫn không sinh nở được. Đại Đức xúc động la lên: "Khổ quá, khổ quá!" Và chạy nhanh về báo cho Phật biết. Phật nói: "Thầy hãy chạy ngay tới thiếu phụ kia và chú nguyện cho người đàn bà ấy. Thầy hãy nói: Này cô, từ ngày sinh ra cho đến nay, tôi chưa từng cố ý phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện rằng nhờ sự thật ấy mà cô sinh cháu được bình an." Ahimsaka la lên: "Không được, con nói như thế là nói dối. Sự thật là con đã cố ý phạm đến sinh mạng của nhiều người, rất nhiều người, từ khi con sinh ra đến giờ." Phật vẫn ôn tồn bảo: "Vậy thì thầy nói, này cô, từ ngày tôi được sinh ra trong giáo pháp giác ngộ, tôi chưa bao giờ cố ý phạm đến sinh mạng của một loài nào. Nguyện rằng nhờ sự thật ấy mà cô sinh cháu được bình an." Lập tức, thầy Ahimsaka chạy về khu lâm viên và nói với người thiếu phụ đúng theo lời Phật chỉ dạy. Chỉ một vài phút sau đó, thiếu phụ sinh được em bé bình an. Từ ngày ấy về sau, công phu tu học của thầy Ahimsaka càng ngày càng tinh tiến. Thầy được Phật khen ngợi cho đến ngày hôm nay. Chương 57: Chiếc bè đưa người. Mùa đông năm ấy, trong khi Phật nhập thất gần giảng đường Trùng Cát ở Tỳ Xá Liên, có mấy vị khất sĩ rủ nhau tự sát ngay trong tu viện. Sau thời hạn nhập thất, Phật được báo tin này, người hỏi nguyên do, các thầy trả lời là các vị khất sĩ ấy vì quán sát tính vô thường và tàn hoại của thân thể, cho nên đã sinh lòng chán ghét thân thể
và không muốn sống nữa. Phật cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ trong tu viện lại. Người nói: các vị khất sĩ, quán vô thường là để thấy được tự tính chân thật của vạn pháp, và đừng bị vạn pháp thao túng và làm cho khổ đau. Quán tính tàn hoại của thân thể cũng có mục đích ấy. Người ta không đạt tới giải thoát và tự do bằng cách trốn chạy vạn pháp. Người ta chỉ đạt tới giải thoát và tự do bằng cách thấy được thực tính của vạn pháp. Có một vài người trong quý vị đã không hiểu được điều đó và đã tìm con đường dại dột của sự trốn chạy và đã phạm vào giới sát. Này các vị, người giải thoát là người không kẹp vào sự tham đắm mà cũng không kẹp vào sự chán ghét. Tham đắm và chán ghét đều là những sợi dây ràng buộc. Người tự do là người vượt thoát cả tham đắm lẫn chán ghét. Do sự vượt thoát đó, người ấy an trú trong tịnh lặng. Niềm hạnh phúc của người đó không thể nào đo lường được. Những cố chấp về thường và về ngã không có mặt ở nơi người ấy. Những cố chấp về vô thường và vô ngã cũng không có mặt nơi người ấy. Này các vị khất sĩ, các vị hãy học và hành theo giáo lý của tôi dạy một cách thông minh và trong tinh thần phá chấp. Về lại xá vệ, Phật lại có dịp dạy các vị khất sĩ thêm về vấn đề phá chấp. Tại xá vệ, có một vị khất sĩ tên là Aditha, cũng đã vì không hiểu được chân ý của lời Phật dạy mà bị kẹt vào những cố chấp. Trước đại chúng các vị khất sĩ tại tu viện Kỳ Viên, Phật dạy: này các vị, hiểu giáo pháp một cách sai lạc, người ta có thể đi vào cố chấp. Từ cố chấp, người ta đi sâu vào sai lầm, gây đau khổ cho mình và cho người. Này các vị, hãy nghe, hiểu và hành giáo pháp một cách thông minh. Như thế giáo pháp mới đưa đến lợi ích thiết thực. Một người bắt rắn giỏi biết cách dùng một cái cây có nạn và chận vào phía cổ của con rắn, sau đó nắm bắt được rắn ở chỗ cổ của nó. Nếu không biết bắt rắn mà nắm lấy rắn ở lưng hay ở đuôi, thì người ta có thể bị rắn quay lại cắn tay. Học hỏi giáo lý cũng phải học hỏi thông minh như là bắt rắn vậy. Này các chị, giáo lý là phương tiện chỉ bày chân lý. Đừng chấp phương tiện là chân lý. Ngón tay chỉ mặt trăng không phải là mặt trăng. Không có ngón tay ấy thì quý vị không biết hướng của mặt trăng. Nhưng nếu quý vị nhận lầm ngón tay là mặt trăng thì vĩnh viễn quý vị không thấy được mặt trăng. Giáo lý là chiếc bè đưa người sang sông. Chiếc bè rất cần thiết, nhưng chiếc bè không phải là bờ bên kia. Một người thông minh khi sang tới bờ bên kia rồi không bao giờ dại dột đội chiếc bè lên đầu mà đi. Này quý vị, giáo pháp tôi dạy là chiếc bè đưa quý vị vượt qua bờ sinh tử. Quý vị phải sử dụng chiếc bè để qua bờ sinh tử mà không nên nắm giữ chiếc bè. Quý vị cần hiểu rõ ví dụ này để đừng bị kẹt vào giáo pháp, để có khả năng buông bỏ được giáo pháp. Này quý vị, giáo pháp còn cần được buông bỏ, huống hồ là giáo pháp hiểu sai. Giáo pháp hiểu sai không phải là giáo pháp. Này quý vị, tất cả những giáo pháp mà quý vị đã học như tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ niệm xứ, thất giác chi, vô thường, vô ngã, khổ, không, vô tướng, vô tác, tất cả những giáo pháp ấy quý vị phải học hỏi và thực tập một cách thông minh và khôn khéo. Hãy sử dụng những giáo pháp ấy để đi tới giải thoát, nhưng đừng bị kẹt vào những giáo pháp ấy.
trung tâm tu học của ni chúng tại Xá Vệ đã có đến 500 vị nữ khất sĩ. Trung tâm này thường thỉnh Phật và các vị cao đức từ kỳ viên tới giảng dạy. Đại đức A Nan Đà được Phật giao cho trách nhiệm công cử các vị giảng sư cho ni chúng. Một hôm, đại đức đề cử đại đức Banda. Đại đức Banda là người có thực tu, có chứng đắc, nhưng đại đức không rành về chuyện diễn giảng. Nhưng đã được chỉ định, đại đức phải vâng lời. Ngày hôm sau, sau khi khất thực, đại đức ghé vào một cụm rừng để thọ trai. Thọ trai xong, đại đức đi về phía nữ tu viện. Đại đức được các ni sư đón tiếp niềm nở. Ni sư Kiều Đàm Di thỉnh đại đức lên pháp tọa. Lên pháp tọa, đại đức Banda chỉ đọc giảng vẹn một bài kệ: An trú trong tĩnh mặc, thấy pháp trở về nguồn, không hận thù bạo động, niềm an lạc trào tuôn, điều phục được chưa mạng, sống an hòa chân thật, vượt ra ngoài ái nhiễm là niềm vui lớn nhất. Đọc xong bài kệ, đại đức im lặng đi vào đại định. Bài thuyết pháp của đại đức chỉ có mấy chục tiếng, nhưng đạo phong của đại đức Banda đã làm cho các ni sư rất hoan hỷ. Một số các vị ni sư còn trẻ thấy bài thuyết pháp ngắn quá, liền bạch với ni sư Kiều Đàm Di xin đại đức nói thêm. Ni sư chiều họ tiến lên làm lễ đại đức Banda và chuyển lời thỉnh cầu của các ni sư trẻ. Nhưng đại đức chỉ lặp lại một lần nữa bài kệ trên rồi bước xuống pháp tọa. Câu chuyện này mấy hôm sau được trình lên Phật. Có vị đề nghị là nếu cần cử vị giảng sư cho ni chúng thì nên cử những vị có biện tài nhiều hơn đại đức Banda. Phật dạy, thực chứng là điều căn bản nhất. Vị giảng sư có thể ít dạy bằng lời, nhưng dạy nhiều bằng đạo phong của mình. Và người căn dặn là vị giảng sư cho ni chúng phải được công cử bởi đại chúng. Một buổi trưa đi khất thực về, Phật không thấy A Nan Đà đâu cả. Người hỏi đại đức La Hầu La xem thầy có biết thầy A Nan Đà ở đâu không. La Hầu La trả lời là không biết. Một vị khất sĩ cho biết là thầy thấy thầy A Nan Đà đi khất thực ở một xóm nghèo trong giới những người hạ tiện không giai cấp. Thầy lại nói, lâu nay thầy vẫn thấy đại đức A Nan Đà lui tới xóm ấy để khất thực. Nghe nói thế, Phật nhờ vị khất sĩ này đi tìm thầy A Nan Đà. Vị đại đức đi hỏi thăm và tìm được thầy A Nan Đà về. Đại đức cũng đem về theo những vị thí chủ của thầy A Nan Đà, đó là cô Ma Đăng Già và bà mẹ của cô. Thầy A Nan Đà đã được mời lại thọ trai tại nhà này và hai mẹ con đã tìm cách lưu thầy ở lại. Bà mẹ của Ma Đăng Già đã cho thầy uống một thứ nước lá cây lạ khiến đầu óc thầy choáng váng, tay chân thầy bủng rủng và thầy không còn đủ sức đứng dậy ra về nữa. Lúc ấy, Phật đang nói pháp thoại cho các vị khất sĩ. Đại đức A Nan Đà thuật cho Phật nghe là cô Ma Đăng Già đã đem lòng thương đại đức và đại đức đã tìm mọi cách giảng giải để cô từ bỏ mối tình tuyệt vọng đó đi, nhưng đại đức chưa thành công. Đại đức cầu xin Phật giúp đỡ đại đức. Theo thầy A Nan Đà kể, thì một hôm trên đường đi khất thực về cảm thấy khát nước, thầy đã ghé vào một cái giếng trong xóm để giải khát. Hôm ấy chỉ có một mình cô Ma Đăng Già đang múc nước ngoài giếng. Ma Đăng Già tuy là một cô gái thuộc dòng hạ tiện nhưng nhan sắc rất mặn mà. Thầy A Nan Đà ngỏ ý xin cô nước uống. Cô không dám đưa nước cho thầy, nói rằng cô thuộc về người ngoại cấp, không có quyền cúng dường nước cho thầy, sợ làm ô uế thầy. Thầy A Nan Đà bảo, tôi đâu có cần xin địa vị hay giai cấp trong xã hội, tôi chỉ cần xin nước uống thôi. Cô cứ cho tôi nước uống đi, đừng sợ. Ma Đăng Già liền đưa nước cho thầy A Nan Đà uống. Cô chưa thấy một người đàn ông nào đẹp trai, hiền hậu và ăn nói dịu dàng như thầy.
Từ giờ phút đó, cô đem lòng thương thầy. Tối đến cô không ngủ được, cứ nằm nghĩ đến thầy. Cô thường ra giếng nước ngồi đợi hàng giờ, mong mỏi được gặp thầy cho đỡ bớt nỗi nhớ niềm thương. Ma Đăng Già đã từng bàn với mẹ mời thầy A Nan Đà về nhà thọ trai mấy lần. Thầy đã nhận tới thọ trai tại đây 2 lần. Nhưng sau đó thấy được niềm đam mê của cô nên thầy đã tránh và từ chối. Cô Ma Đăng Già đau khổ vì tình, người cô càng ngày càng ốm xanh đi. Bà mẹ hỏi mãi, cô mới thú nhận là cô đã yêu thầy A Nan Đà và muốn thầy A Nan Đà ra đời để cưới cô. Bà mẹ la cô, nói đó chỉ là cuồng vọng. Nhưng cô nhất quyết nói rằng, nếu không lấy được thầy A Nan Đà thì cô sẽ chết. Cuối cùng, bà mẹ của cô có biết ít nhiều về bùa chú và ma thuật, đã tìm cách cho thầy uống nước một thứ lá lạ để cho thầy mất minh mẫn mà đáp lại mối tình nồng nhiệt của con gái mình. Sáng hôm nay, bà đã đón đường thầy và cầu khẩn thầy ghé nhà thọ trai một lần chót. Thầy Đinh Ninh hôm nay sẽ có cơ hội giảng rõ cho hai mẹ con về đạo lý để họ buông bỏ thầy. Nhưng chưa kịp làm việc ấy thì thầy đã uống nhầm thứ nước trà quái đản kia. Uống xong, thầy biết ngay là mình cần phải ngồi lại để thực hành phép quán niệm hơi thở. Thầy ngồi yên trong tư thế triết già như thế rất lâu, dùng khí công để giải tỏa chất ma túy cho đến khi được Phật phái người triệu về. Phật gọi Ma Đăng Già tới gần, người hỏi giọng rất hiền lành: "Con thương thầy A Nan Đà lắm phải không?" Ma Đăng Già bạch Phật: "Dạ, con thương thầy A Nan Đà lắm." "Con thương cái gì nơi thầy A Nan Đà? Con thương hai con mắt, cái mũi hay là cái miệng của thầy ấy?" "Con thương hết những gì nơi thầy A Nan Đà. Mắt con cũng thương, mũi con cũng thương, miệng con cũng thương, giọng nói con cũng thương, dáng đi con cũng thương. Bạch Sa Môn, con thương hết tất cả những gì nơi thầy ấy." "Ngoài hai con mắt, cái mũi, cái miệng, giọng nói, dáng đi và cái nhìn, thầy A Nan Đà có nhiều cái đẹp khác mà ta nghĩ là con chưa biết và con chưa thương." "Bạch Sa Môn, ví dụ như là cái gì?" "Ví dụ như lòng thương của thầy A Nan Đà. Con có biết thầy A Nan Đà thương gì không?" "Con không biết. Con chỉ biết là thầy A Nan Đà không thương con." "Con lầm rồi. Thầy A Nan Đà có thương con, nhưng không thương theo kiểu con muốn thầy A Nan Đà thương. Con biết không, thầy A Nan Đà thương cuộc sống giải thoát, tự do và an lạc. Do sự giải thoát và tự do đó mà thầy A Nan Đà thường mỉm cười, và thầy thương được mọi người và mọi loài. Và thầy muốn đem đạo lý giải thoát để dạy cho mọi người, để mọi người có thể có tự do và an lạc như thầy. Thầy A Nan Đà thương lý tưởng giải thoát của thầy. Thầy ấy cũng thương mọi người và mọi loài. Vì tình thương ấy đi đôi với giáo pháp giác ngộ và giải thoát, cho nên thầy A Nan Đà tuy thương mà không bị sầu khổ và thất vọng như con thương. Nếu con thực sự thương thầy A Nan Đà thì con cũng thương cái tình thương ấy của thầy, để cho thầy có thể tiếp tục sống đời phạm hạnh giải thoát và tiếp tục soi sáng được cho mọi người. Nếu con biết thương như thế thì con đâu có bị sầu khổ và thất vọng. Sở dĩ con thất vọng và sầu khổ vì con chỉ muốn chiếm thầy A Nan Đà cho riêng một mình con. Tình thương ấy ích kỷ, con phải học thương như thầy A Nan Đà mới được." Ma Đăng Già ngước lên nhìn Phật: "Bạch Sa Môn, con phải học thương như thế nào?" "Thương như thế nào để con có hạnh phúc mà thầy A Nan Đà cũng có hạnh phúc? Thầy A Nan Đà như một cơn gió mát. Nếu con cố ý nhốt cơn gió mát ấy lại trong cái ngục tù của tình thương nhỏ bé thì cơn gió mát ấy sẽ chết,
và không ai được hưởng sự mát mẻ của nó, trong đó có cả con. Vậy con thương một ngọn gió mát như thế nào thì con cũng thương thầy A Nan Đà như thế đó. Ma Đăng Già, nếu con biết thương thì chính con cũng có thể trở thành một cơn gió mát làm dịu đi nỗi nóng bức của bao nhiêu người. Bạch Sa Môn, xin người hãy dạy cho con. Con có thể làm như Đại Đức A Nan Đà, con có thể sống một cuộc sống giải thoát an lạc như thầy ấy, và con cũng có thể đem niềm vui tới cho mọi người như thầy. Con có thể xuất gia tu học như thầy A Nan Đà. Thật như vậy hả, Bạch Sa Môn? Con có thể đi xuất gia hả? Nhưng mà con là người hạ tiện, con không có giai cấp. Điều đó ở trong giáo đoàn khất sĩ không có ai nghĩ tới cả. Trong giáo đoàn ta có những vị khất sĩ xuất thân từ giới ngoại cấp. Đại đức Tu Di Đà mà quốc vương Basenadi rất trọng vọng, đó là một người xuất thân từ giới ngoại cấp. Nếu con xuất gia tu học thì con sẽ là vị nữ khất sĩ đầu tiên xuất thân từ giới không có giai cấp. Nếu con bằng lòng, ta sẽ nhờ Ni Sư Khema làm lễ thế pháp cho con. Ma Đăng Già sung sướng sụp lại, cô cầu xin Phật cho cô được xuất gia tu học. Phật phó thác Ma Đăng Già cho Ni Sư Khema hôm ấy cũng có mặt trong buổi pháp thoại. Ni Sư Khema đưa Ma Đăng Già đi rồi, Phật nhìn A Nan Đà rồi bảo đại chúng: các vị khất sĩ, giới thể của thầy A Nan Đà còn nguyên vẹn, nhưng tôi muốn các vị cẩn thận hơn trong lúc giao tiếp. Nếu chúng ta luôn an trú trong chánh niệm thì chúng ta có thể thấy được rất sớm những gì đã và đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Nếu thấy được sớm, ta sẽ sớm có những biện pháp để đối trị và tiếp xử với hoàn cảnh. Trường hợp của A Nan Đà chỉ là trường hợp của định lực còn non yếu. Thực hiện chánh niệm trong từng giây phút của đời sống hàng ngày, đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất. Một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của ta sẽ sáng và hành động của ta sẽ kịp thời. Định và tuệ đi với nhau, định và tuệ bao hàm nhau, định và tuệ là một. Này các vị khất sĩ, đối với phụ nữ, các vị nên tập quán sát như sau: với những người lớn tuổi, ta xem họ như mẹ hoặc như chị của chính ta. Với những người nhỏ tuổi hơn, ta xem họ như em hoặc như con của chính ta. Những vị khất sĩ còn nhỏ tuổi mới bước vào đường đạo nên cẩn thận hơn nữa trong lúc tiếp xử với phụ nữ. Sự dịu dàng của người phụ nữ có thể đưa đến những trở ngại của sự tu học. Hãy hạn chế sự tiếp xúc, cần tiếp xúc mới tiếp xúc. Khi tiếp xúc, chỉ nên trao đổi những lời thật sự cần thiết có liên hệ tới sự học hỏi và hành trì giáo pháp. Được Phật chỉ dạy cặn kẽ, các thầy khất sĩ đều hoan hỷ phụng hành. Chương 58: con gái đắt giá hơn con trai. Một hôm đi cất thực qua một xóm nghèo, Phật gặp một đám thiếu nhi đang chơi giỡn giữa đường. Các em đang xúm nhau xây một thành phố bằng đất và cát. Chúng xây thành vua, kho lúa, nhà cửa và đào một con sông chảy qua thành phố. Bọn nhỏ đông có đến 15 đứa. Phật và đoàn khất sĩ dừng lại. Một em bé chừng như là đầu đàn của tất cả bọn nhỏ nói: á, có Phật và các vị khất sĩ đi ngang qua thành phố của chúng ta. Chúng ta phải cúng dường người và các vị đệ tử của người mới được. Bọn trẻ nhao nhao hỏi: chúng ta lấy gì mà cúng dường? Phải rồi, chúng ta lấy gì mà cúng dường đây?
người lớn mới có thể cúng dường, chứ chúng ta còn là con nít mà cúng dường sao được? Mà con nít đâu có gì đâu để cúng dường. Em bé kia vội trả lời: tại sao chúng ta lại không thể cúng dường? Nè các bạn, trong kho lẫm nội thành có bao nhiêu là thóc lúa, chúng ta hãy lấy thóc lúa trong kho ra mà cúng dường cho Phật và tăng đoàn. Bọn nhỏ hò reo vang dậy, chúng moi bụi cát trong kho lúa của chúng ra và đặt bụi cát đó trên một chiếc lá bàn. Em bé đầu đàn nâng chiếc lá bàn có đựng bụi đất trên hai tay, quỳ xuống trước Phật và dâng lên Phật những đất bụi ấy. Bọn trẻ đều bắt chước quỳ xuống, hướng về Phật và tăng đoàn mà chắp tay. Em bé đầu đàn nói: dân chúng trong thành phố chúng con kính dâng lên Phật và tăng đoàn chút ít lúa gạo trong kho lẫm của chúng con, xin Phật và tăng đoàn nhận cho. Phật mỉm cười, người đưa tay xoa đầu em bé và nói: cảm ơn các con đã cúng dường lúa gạo cho Phật và tăng đoàn, các con dễ thương lắm. Rồi người xoay lại nói với thầy Ananda: Ananda, thầy hãy nhận lấy bụi đất trong chiếc lá bàn này, rồi đem về hòa với nước và trét lên vách đất của tỉnh Thất Tại. Thầy Ananda lĩnh mệnh, thu nhận vật cúng dường của các bé. Bọn trẻ mời Phật ngồi trên một tảng đá với một cội cây đa, rồi tất cả kéo tới quay quần xung quanh Phật. Ananda và các vị khất sĩ cũng xúm lại gần. Phật kể cho bọn trẻ nghe chuyện tiền thân Vishvantara. Kiếp xưa, thái tử Vishvantara là một người giàu lòng thương, luôn luôn bố thí tất cả những gì mình có cho những người nghèo khổ túng thiếu, không tiếc bất cứ một vật gì. Thái tử có một người vợ tên là Mari, rất hiền thục và đảm đang. Nàng biết niềm vui của chàng là cứu giúp kẻ thiếu thốn, và vì vậy nàng không bao giờ tỏ vẻ tiếc nuối một thứ gì mà chồng đem cho. Hai người sinh được hai đứa con, một đứa con trai tên là Chalin và một đứa con gái tên là Kithachina. Vào những năm đói kém, hoàng tử được phép vua cha cho lấy lương thực và giải dốc trong kho để phát tặng cho những người đói khát. Các kho lẫm vì thế cạn dần. Một vài vị quan trong triều thấy thế tìm cách chặn thái tử lại. Một hôm, họ tâu vua là thái tử đã làm sạt nghiệp quốc gia và nhân dịp thái tử đã lỡ cho mất của triều đình một con voi quý. Họ đề nghị đầy thái tử tới một nơi hẻo lánh trên núi Chajatura để thái tử học sống một cuộc đời nghèo khổ và đạm bạc. Bị áp lực của các quan, vua cha nghe lời. Vợ chồng và hai đứa con vì vậy phải lên đường đi đầy biệt xứ. Giữa đường có người nghèo ghé tới xin bố thí. Thái tử cởi chiếc áo quý đang mặc mà cho. Khi có những người nghèo khác tới xin, vợ thái tử cởi chiếc áo đẹp bên ngoài của nàng. Và khi có những người nghèo khác tới nữa, Chalin và Krithachina lại cởi áo và những đồ trang sức để tặng. Đi mới được 2/3 đường mà thái tử và gia đình đã cho hết tất cả những gì có thể bán được để mua gạo. Cuối cùng họ phải cho luôn chiếc xe và hai con ngựa. Thái tử ẩm Chalin, Madri ẩm Kithachina. Họ đành lòng đi bộ tới xứ Chajatura để sống thời gian lưu đày của mình. Không còn của cải gì, nhưng họ vẫn vui, vẫn hát, vì lòng họ thanh thản. Họ biết họ đã cho người khác những niềm vui. Thái tử và vợ đi mãi đến khi chân họ rớm máu và chai đi thì mới tới nơi. Đó là một ngọn núi và những khu rừng rậm. Leo lên núi, họ tìm thấy một túp lều bỏ không, túp lều mà chắc ngày xưa đã có một vị đạo sĩ cư trú để tu hành. Hai vợ chồng sửa sang quét dọn túp lều, bức tranh bức lá lót giường cho bốn người và nghĩ đến việc đi tìm thực phẩm.
Hai người đi tìm các loại trái cây và các loại rau lá mọc hoang trong rừng để có thể ăn được. Hai đứa bé cũng được dạy dỗ cách đi tìm trái cây, hái rau, giặt áo và phơi áo bên bờ suối, gieo hạt và làm vườn. Ngoài ra, các bé còn được học chữ nữa. Họ dùng lá kè và viết chữ bằng một cái gai nhọn. Họ sống đơn giản như thế trên núi được 3 năm và cuộc sống rất vui tươi. Nhưng có một hôm, trong khi Vishvatara và Magri đang đi hái trái cây trong rừng, thì ở nhà có người tới bắt cóc mất hai đứa trẻ. Khi về nhà không thấy hai con, hai vợ chồng hoảng hốt đi tìm. Họ đi khắp núi rừng và khi không thấy con, họ tìm về phố chợ. 2 tháng trôi qua, nhưng họ vẫn không tìm được con. Họ trở về túp lều một lần nữa, hy vọng các con đi đâu lạc đã trở về. Về tới nhà, họ gặp sứ giả của vua cha. Vua cha triệu hai vợ chồng về. Sứ giả cho biết là Chalin và Krishnachina hiện đã về tới trong hoàng cung và đang sống với ông nội. Hai người mừng rỡ hỏi thăm. Sứ giả nói: Một hôm nọ có người đem bán hai đứa bé ngoài chợ Kinh Đô. Có một bà mệnh phụ đi chợ nhận ra hai đứa bé này là con của thái tử. Bà liền về báo cho chồng biết. Vị quan này tức tốc ra chợ. Ông bảo người kia rằng nếu đem hai đứa trẻ vào cung bán thì sẽ được giá rất cao. Và ông tiến dẫn người bán vào cung. Vị sứ giả kể tiếp: Thấy hai đứa nhỏ dù quần áo tả tơi và mặt mày lem luốc, vua cha cũng giật mình nhận ra là cháu của mình. Vua bàng hoàng, lòng nhớ thương con cháu sống dậy mãnh liệt nơi vua. Vua truyền: Nhà ngươi tìm được hai đứa bé này ở đâu vậy? Bán mỗi đứa bao nhiêu? Người kia chưa kịp tâu bày gì thì vị đại thần đã lên tiếng: Tâu hoàng thượng, đứa con gái bán giá 1.000 lượng vàng và 1.000 con bò, còn đứa con trai bán giá 100 lượng vàng và 100 con bò. Tất cả mọi người, kể cả hai đứa trẻ đều ngạc nhiên. Vua hỏi: Tại sao con gái lại bán đắt giá hơn con trai? Vị đại thần nói: Vì hoàng thượng quý con gái hơn con trai, các công chúa không bao giờ bị hoàng thượng trừng phạt và la rầy. Cả đến những cung nhân trong cung cấm cũng được đối đãi thật tử tế. Hoàng thượng chỉ có một đứa con trai duy nhất mà hoàng thượng lại đày lên núi xa ở với cọp beo, phải đi hái trái rừng để ăn và để nuôi con. Như vậy con gái không đắt hơn con trai là gì? Vua rơi nước mắt. Thôi, khanh đừng nói nữa, trẫm đã hiểu rồi. Vua hỏi người kia gặp hai đứa trẻ ở đâu. Người kia trả lời là đã mua được hai đứa trẻ từ một miền núi xa xăm. Vua ban tiền bạc cho người ấy và ra lệnh cho người này cộng tác với thám tử của vua truy nã người đã bắt cóc trẻ em đem đi bán. Rồi vua gọi hai cháu lên và ôm vào lòng. Vua hỏi thăm về cuộc sống trên núi. Sau đó, vua lập tức ban chiếu chỉ triệu vợ chồng thái tử về. Từ đó về sau, vua rất cưng chiều thái tử và còn làm hết sức mình để giúp thái tử có thêm lúa gạo và vải dốc để chia tặng cho những người nghèo khổ. Bọn trẻ em nghe Phật kể chuyện một cách say mê. Phật nói: Thái tử Vishvatara tìm thấy niềm vui khi chia sẻ những gì mình có với kẻ khác. Này các con, hồi nãy các con chỉ cho ta một ít bụi đất trong kho lạnh của các con mà ta cũng đã rất vui rồi. Các con nên biết, mỗi ngày ta có thể đem lại niềm vui cho kẻ khác bằng cách tặng cho kẻ ấy một món quà. Món quà ấy không cần phải mua. Khi các con hái một bông hoa bên bờ ruộng đem về tặng cho cha mẹ các con là các con đã làm cho cha mẹ các con một niềm vui rồi. Nói một câu nói hiếu thuận hoặc dễ thương cũng là một món quà quý giá. Ôm lấy cha mẹ mình mà nói rằng mình rất thương quý cha mẹ đã làm được khó nhọc để nuôi mình, đó cũng là một tặng phẩm rất quý. Một cái nhìn,
một sự săn sóc nhỏ nhặt cũng đưa tới những niềm vui. Đối với cô bác và bạn bè, các con cũng có thể làm cho họ vui bằng những tặng phẩm như thế. Bây giờ ta với các thầy phải từ giã các con để tiếp tục đi khất thực. Nhưng ta sẽ nhớ mãi những vùng đất mà các con đã tặng cho ta trong ngày hôm nay. Bọn trẻ rất sung sướng được gặp Phật ngày hôm ấy. Chúng bàn nhau sẽ rủ các bạn tới tu viện Kỳ Viên để thỉnh thoảng được nghe Phật và các thầy kể chuyện. Mùa nắng năm sau, Phật về Dương Xá thăm hỏi và dạy dỗ đại chúng ở đây xong, người lên núi Linh Thú. Y sĩ Kỳ Bà được tin Phật về Linh Thú liền lên núi thăm người. Rồi Kỳ Bà thỉnh Phật về vườn xoài của ông dăm bữa. Phật nhận lời, thầy A Nan Đà cũng đi theo Phật. Y sĩ Kỳ Bà có một vườn xoài rất mát mẻ và xum xuê. Xoài ở đây đã lên tới năm thứ 8. Kỳ Bà đã dựng một tịnh thất nhỏ để Phật ở. Hằng ngày ông đem thức ăn chay của ông tự tay nấu để cúng dường Phật. Ông xin Phật nghỉ ngơi ít hôm, đừng đi khất thực để có dịp bồi bổ lại sức khỏe. Ông lại đem thuốc bổ đến để cúng dường Phật. Thuốc bổ này gồm toàn rễ cây, lá cây và trái cây. Một hôm ngồi với Phật trong vườn xoài, Kỳ Bà hỏi: Lạy Phật, có người đồn đãi rằng các vị khất sĩ được phép Phật cho ăn mặn. Họ còn nói Sa Môn Cù Đàm cho phép giết thú vật để làm thức ăn cúng dường ông ta và các vị khất sĩ học trò của ông ta. Có người lại than thở, vì Sa Môn Cù Đàm mà dân chúng phải sát hại sinh vật để làm thức ăn cho ông ta và đệ tử của ông. Bạch Thế Tôn, con thấy những lời đồn đãi này không đúng, nhưng con muốn nghe Thế Tôn trực tiếp nói về điều này. Phật nói: Này Kỳ Bà, những ai nói rằng thầy cho phép giết sinh vật để làm thực phẩm cho thầy và cho các vị khất sĩ, những người ấy đã không nói đúng sự thật. Kỳ Bà, thầy đã từng nói rõ nhiều lần, nếu một vị khất sĩ thấy người ta giết thú vật để làm thực phẩm cúng dường mình, vị khất sĩ ấy phải từ chối không được ăn. Nếu không thấy mà chỉ nghe nói rằng người ta đã vì mình mà giết thú vật, thì vị khất sĩ cũng phải từ chối không được tiếp nhận thực phẩm. Và hơn thế nữa, dù không thấy không nghe, nhưng một khi đã nghi rằng người ta có vì mình mà giết thú vật, thì vị khất sĩ cũng phải từ chối không được ăn. Kỳ Bà, theo phép khất thực, người ta cho thức ăn gì thì phải nhận thức ăn ấy. Nhưng trong trường hợp đã thấy, đã nghe và đã nghĩ rằng người ta đã vì mình mà sát hại thú vật, thì vị khất sĩ có quyền từ chối và phải từ chối. Như thế mới nuôi dưỡng và bảo vệ được lòng từ bi của mình. Kỳ Bà, những thí chủ nào biết Phật, biết Pháp và biết Tăng, thì mỗi khi sửa soạn vật thực cúng dường, họ đều cúng dường những thức ăn chay tịnh. Trong trường hợp họ không có sẵn các món ăn chay, họ mới chia sẻ cho các thầy khất sĩ món ăn mặn mà họ sẵn có thôi. Những người lần đầu tiên cúng dường các vị khất sĩ cũng không biết rằng các thầy ưa thức ăn chay hơn thức ăn mặn, cho nên cũng chỉ cúng dường và san sẻ những thức ăn họ sẵn có. Trong trường hợp này, các vị khất sĩ có thể thọ dụng thức ăn mặn để khỏi phụ lòng thí chủ, và cũng để thí chủ có dịp kết duyên từ từ với đạo giải thoát. Kỳ Bà, một mai kia khi tất cả thiên hạ đều biết rằng các vị khất sĩ không ăn thịt thú vật bị giết vì họ, thì thiên hạ sẽ không còn cúng dường thịt cho các vị khất sĩ nữa. Lúc ấy các vị khất sĩ sẽ ăn chay hoàn toàn. Kỳ Đà bạch Phật: Con thấy ăn chay làm cho cơ thể nhẹ nhàng và ít bệnh hơn ăn mặn. Thế Tôn, từ 10 năm nay con đã ăn chay. Con nghĩ ăn chay vừa được khỏe mạnh, vừa được nuôi dưỡng, được lòng từ bi. Hôm nay con rất vui mừng được thầy chỉ dạy rõ ràng về việc này.
Chị bà cũng tỏ ý khen ngợi Phật về pháp chế không ăn sau giờ ngọ và không ăn những thức ăn cất giữ từ ngày hôm qua, trừ trong mùa lạnh. Ông thấy những điều này rất hợp với phép vệ sinh. Không ăn buổi chiều và buổi đêm thì vừa cảm thấy nhẹ nhàng, vừa có thêm thì giờ tu tập. Thức ăn để lại ngày sau có thể bị hư và làm độc hại cơ thể nếu như trời nóng quá. Phật khen ngợi kỳ bà và ngỏ lời mời ông một hôm nào về tu viện, nói cho các vị khất sĩ nghe về các phép vệ sinh của đời sống hàng ngày. Chương 59. Nhảy cao mấy cũng rơi lại vào trong lưới. Vườn xoài của y sĩ Kỳ Bà rất rộng rãi và thanh tịnh. Rải rác trong vườn có những tịnh thất nhỏ của các vị nữ khất sĩ. Buổi chiều ấy, có một vị nữ khất sĩ trẻ tên là Subba đến xin tham vấn Phật. Hồi sáng cô đã bị một thanh niên đón đường và suýt bị thanh niên ấy xâm phạm đến tiết hạnh. Ni cô xin Phật đặt ra một pháp chế để bảo đảm thêm sự an ninh cho giới nữ khất sĩ. Phật hỏi đầu đuôi câu chuyện, ni cô thuật lại với tất cả các chi tiết. Hôm qua, đi khất thực về ngang một khu hẻo lánh, Subba bị một thanh niên đón đường. Biết là mình đang lâm vào tình trạng khó khăn, ni cô theo dõi hơi thở để duy trì sự bình tĩnh. Nhìn thẳng vào người thanh niên, cô hỏi: Thưa ông, tôi đâu có làm điều gì lầm lỗi mà ông lại chặn đường tôi. Tôi chỉ là một người xuất gia tu hành theo giáo pháp của Phật. Tại sao ông lại ngăn không cho tôi đi về tu viện? Người kia nói: Cô còn trẻ và đẹp lắm, tại sao cô lại đi hủy hoại đời mình bằng cách cạo đầu, mặc áo vàng và sống như những người tu khổ hạnh? Này Ni cô, đáng lý cái thân hình xinh đẹp của cô phải được khoác lên một chiếc sari lụa mua từ ca thị. Nói thiệt, tôi chưa thấy ai xinh đẹp bằng cô. Tôi muốn cho cô nếm mùi dục lạc của thân xác. Cô đi với tôi đi. Subba vẫn bình tĩnh. Ông đừng có nói bậy. Người tu hành đã quyết tìm niềm vui nơi cuộc sống giải thoát và giác ngộ. Năm thứ dục lạc chỉ đưa tới tội lỗi và khổ đau. Ông hãy tránh đường cho tôi đi. Tôi sẽ rất cảm ơn sự hiểu biết của ông. Người thanh niên kia nói: Cô có hai con mắt rất đẹp. Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào có đôi mắt đẹp như cô. Tôi giả gì mà để cô đi. Thôi, hãy đi với tôi đi. Và người thanh niên đưa tay ra định nắm lấy cô. Subba lùi lại một bước. Cô nói: Này ông kia, ông đừng chạm tới tôi. Ông đừng chạm tới một người tu phạm hạnh. Tôi đã chán ngán đời sống dục vọng và hận thù, cho nên tôi muốn đi tu. Ông nói tôi có hai con mắt đẹp. Thôi được rồi, để tôi móc hai con mắt của tôi đưa cho ông. Thà rằng tôi mù còn hơn là để ông chạm tới. Subba nói với một giọng cương quyết. Người thanh niên kia nao núng. Anh ta biết vị Nico này có thể nói và làm ngay. Anh ta lùi lại một bước. Subba tấn công thêm: Ông đừng vì dục vọng mà tạo nên tội ác. Ông không biết Đức Vua Tần Bà Sa La đã ra lệnh trừng phạt nặng nề những kẻ phạm pháp hay sao? Chính tôi đã chứng kiến những tội phạm bị hành xử. Nếu như ông không tỉnh táo, nếu ông xâm phạm tới phạm hạnh và sinh mạng của tôi, ông cũng sẽ bị bắt và hành xử như những tội phạm ấy. Người thanh niên tỉnh ngộ, anh ta hình dung ra được cảnh khổ do dục vọng điên cuồng gây ra. Anh ta tránh sang một bên đường cho Subba đi. Rồi anh ta nói giọng theo: Tôi xin lỗi sư cô, tôi xin lỗi. Tôi chúc sư cô tu hành cho tới khi thành đạt. Subba đi thẳng, không ngoái nhìn trở lại. Lòng giận lòng sẽ về trình lên Phật trường hợp mình. Sau khi nghe kể chuyện, Phật khen ngợi niềm quả cảm và sự thông minh của nữ khất sĩ Subba. Người nói: Người con gái đi một mình nơi vắng vẻ thì nguy hiểm lắm. Đó là một trong những lý do tại sao ngày xưa tôi đã ngần ngại chưa muốn cho nữ giới xuất gia. Này Subba, từ hôm nay trở đi, đi đâu vị nữ khất sĩ cũng không được đi một mình. Lội qua một dòng sông, đi vào thôn xóm, băng qua một cánh đồng hay một khu rừng, vị nữ khất sĩ không được đi một mình. Ngủ cũng vậy, trong tu viện, trong tịnh xá,
Trong thôn làng hay dưới gốc cây, người nữ khất sĩ không được ngủ một mình, phải ngủ với một vị nữ khất sĩ khác để có thể bảo vệ cho nhau. Rồi Phật quay lại nói với thầy A Nan Đà: A Nan Đà, thầy nên ghi nhớ điều này và yêu cầu các vị lãnh đạo ni chúng đưa điều này vào giới luật của các vị nữ khất sĩ. Rời vườn xoài của y sĩ Kỳ Bà, Phật lên đường đi Nalanda. Cùng đi với người có rất đông các vị khất sĩ. Phật và các vị khất sĩ đi lặng lẽ và trang nghiêm, ai nấy đều theo dõi hơi thở và nuôi dưỡng chánh niệm. Phía sau lưng các vị có hai thầy trò vị du sĩ Subbiyo cùng đi. Họ nói chuyện vang lên suốt cả dọc đường. Đệ tử của du sĩ Subbiyo là thanh niên Brahmadatta. Đề tài của câu chuyện là Phật và giáo pháp của người. Du sĩ Subbiyo cố ý nói lớn để những vị khất sĩ có thể nghe. Tất cả những lời ông nói đều nhắm tới sự kích bác Phật và giáo pháp của người. Trong khi đó thì lạ thay, thanh niên Brahmadatta lại hết lòng binh vực cho Phật và cho giáo pháp của người. Brahmadatta dùng những lý luận và hình ảnh rất khéo léo để tán dương Phật và giáo pháp của người. Khéo léo đến nỗi tất cả các vị khất sĩ đi trước đó đều có cảm tình với chàng. Chiều hôm ấy, Phật ghé vào nghỉ đêm ở Ambalathika. Ambalathika là một khu vườn rừng rất xum xuê và tốt đẹp, chỗ nghỉ mát của gia đình hoàng gia. Vua Tần Bà Sa La đã ngỏ ý là các vị tu sĩ của bất cứ giáo phái nào nếu cần sử dụng Ambalathika thì đều có quyền sử dụng để nghỉ ngơi. Đêm đó, hai thầy trò du sĩ Subbiyo cũng nghỉ đêm tại đấy. Sáng hôm sau, các thầy khất sĩ bàn tán với nhau về thái độ hôm qua của hai thầy trò vị du sĩ. Phật nghe được những câu bàn tán ấy, người bảo: Này các thầy, khi nghe người ta công kích tôi, kỷ bán tôi, công kích và kỷ bán giáo pháp và giáo đoàn khất sĩ, các thầy đừng buồn, các thầy đừng xin lòng công phẫn, tức tối hay phiền muộn, điều ấy có hại cho các thầy. Khi nghe người ta khen ngợi tôi, khen ngợi giáo pháp và giáo đoàn khất sĩ, các thầy cũng không nên mừng rỡ, thích thú và mãn ý, điều ấy cũng có hại cho các thầy. Thái độ đứng đắn là xét xem những điều công kích ấy đúng hay sai, đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào. Có như thế các vị mới có dịp học hỏi thêm để đạt được nhiều tiến bộ. Này các vị khất sĩ, phần lớn những người khen ngợi Phật, Pháp và Tăng là những người chỉ thấy được những cái đẹp, cái hay nhỏ bé của giáo Pháp và giáo đoàn thôi, như là nếp sống phạm hạnh, công phu trì giới, đời sống đạm bạc, thái độ thanh thản của chúng ta. Số người thấy được cái cao siêu mầu nhiệm nhất của giáo pháp mà đem lời ca ngợi thì rất ít. Tôi muốn nói đến trí tuệ thực chứng của đạo giác ngộ. Trí tuệ này siêu diệu, mỹ diệu, mầu nhiệm, vượt khỏi tầm tư duy và ngôn ngữ của người thường. Thấy được, hiểu được và chứng được trí tuệ ấy mới có thể biết và thấy được giá trị thật của đạo giải thoát. Này các vị khất sĩ, trong thế gian có bao nhiêu chủ thuyết và bao nhiêu luận chấp, người ta không ngớt công kích và cãi vã nhau vì sự khác biệt của những chủ thuyết và luận chấp ấy. Các vị khất sĩ, như tôi đã thấy và đã nghe, đã có ít nhất là 60 luận chấp làm căn bản cho hàng ngàn chủ thuyết hiện giờ có mặt trong các giới tư tưởng và tôn giáo. Các vị nên biết rằng, trước cái thấy của đạo giác ngộ giải thoát, tất cả 62 luận chấp ấy đều có những chỗ kẹt, đều có những chỗ sai lầm. Hôm ấy, Phật nói kinh Phạm Vọng.
người phân tích nội dung của cả 62 luận chấp và vạch ra những sai lầm của các luận chấp này. Có 18 luận chấp về quá khứ, 4 chủ trương thuyết thường trú, 4 chủ trương thuyết vừa thường trú vừa vô thường, 4 chủ trương thuyết hữu biên và vô biên, 4 chủ trương thuyết ngụy biện và 2 chủ trương thuyết không có nhân quả. Có 44 luận chấp về tương lai, 16 chủ trương là còn tri giác sau khi chết, 8 chủ trương là không còn tri giác sau khi chết, 8 chủ trương là không phải còn cũng không phải không còn tri giác sau khi chết, 7 chủ trương thuyết đoạn diệt và 5 chủ trương thuyết hiện tại là niết bàn. Trình bày xong những sai lầm của 62 luận chấp, Phật nói: Một người đánh cá giỏi, khi quăng lưới xuống hồ tóm hết được tất cả tôm cá trong hồ vào trong cái màn lưới có mắt lưới xích xa. Ông ta nhìn những con tôm con cá đang cố nhảy lên cao để rồi lại để rơi mình vào trong lưới và nói: Dù các ngươi nhảy cao đến mấy, các ngươi cũng vẫn còn nằm trong lưới của ta. Ông ta nói đúng, hàng trăm hàng ngàn học thuyết đang hiện hành và tranh chấp lăng xăng trong giới triết học và tôn giáo hiện nay đều nằm kẹt trong cái lưới của 62 luận chấp ấy, không thể nào chịu thoát ra nổi. Các vị khất sĩ, đừng đi vào trong cái lưới mê hồn ấy để mất hết thì giờ và cơ hội tu tập đạo giải thoát. Đừng đi vào cái lưới của sự hí luận. Này các vị khất sĩ, tất cả những luận chấp kia đều phát sinh do sự lừa gạt của tri giác và của cảm thọ. Vì không tu tập chánh niệm, vì không quán chiếu nên người ta không biết được chân tướng của tri giác và cảm thọ. Do đó đã bị tri giác và cảm thọ lừa gạt. Nếu thấy được nguồn gốc và bản chất của tri giác và cảm thọ, người ta sẽ thấy được tự tính vô thường và duyên sinh của sự vật. Người ta sẽ không bị vướng vào lưới tham ái, lo âu và sợ hãi. Người ta sẽ không bị vướng vào cái lưới của 62 luận chấp. Hôm ấy, Đại Đức A Nan Đà đã nỗ lực ghi nhớ hết những lời Phật dạy. Thầy đi bách bộ và thầm lặng trùng tuyên lại những lời Phật nói. Rồi thầy nghĩ, kinh này quan trọng lắm. Ta sẽ đặt tên kinh này là kinh Phạm Vọng. Phạm Vọng là cái lưới vĩ đại thu tóm tất cả những chủ thuyết sai lạc